Dạ hello, xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với cửa hàng Di Động Thành Phú nha. Thì sau 2-3 hôm thì bên em cũng có khá là nhiều công việc, không có lên báo giá những cái chương trình, những dòng sản phẩm bên cửa hàng bên em được. Thì ngày hôm nay thì em cũng tranh thủ nhanh thêm một buổi sáng để có thể giới thiệu thêm một số cái dòng máy bên cửa hàng bên em nha. Đầu tiên em xin phép 1 phút để nói nhanh về cái hình thức mua bán bên em cho những khách hàng mới có thể biết thêm được hình thức mua bán bên em để tiện có thể trao đổi nha. Bên em là cửa hàng Di Động Thành Phú, chuyên điện thoại giá rẻ với linh phụ kiện. Facebook cũng như trên nền tảng YouTube thì quý khách hàng cứ tìm kiếm cửa hàng bên em bằng cách gõ tên cửa hàng em, đó là Di Động Thành Phú, thì mình có thể xem được những cái chương trình báo giá cũng như là những cái chương trình review sản phẩm bên cửa hàng bên em nha. Số điện thoại liên hệ để mua hàng bên em đó là 0971172105. Bên em thì chỉ sử dụng duy nhất một số điện thoại vậy thôi. Nói chung là quý khách hàng ở xa mua hàng thì cứ gọi trực tiếp số điện thoại này giúp em, thì từ 7h30 sáng cho đến 8h30 tối là cái thời gian mà bên em là hoạt động nha mọi người. Tức là bên em làm việc là xuyên suốt, không nghỉ trưa nha. Quý khách hàng lưu ý giúp em là bên em không nghỉ trưa, làm việc xuyên suốt từ 7h30 sáng cho đến 8h30 tối. Quý khách hàng cứ gọi trực tiếp để gặp trực tiếp em nha. Bên Zalo bên em cũng sử dụng số điện thoại này luôn, và bên Zalo thì em chỉ nhận tin nhắn thôi, em không nhận cuộc gọi bên Zalo nha. Bên em có gửi hàng toàn quốc, và để tránh những cái trường hợp bom hàng hay một số cửa hàng cạnh tranh không lành mạnh thì bên em sẽ nhận cọc trước, đó là 50.000, 100.000, sau đó bên em sẽ gửi hàng đi nha. Tiền cọc thì em trừ vào trong tiền máy, còn nếu như quý khách hàng tin tưởng chuyển khoản trước thì bên em sẽ miễn phí vận chuyển hoàn toàn nha. Phí ship bên em thì chỉ có 40.000 thôi, mình sẽ được khui hàng kiểm tra trước ngay thoải mái nha mọi người nha. Hình thức mua bán thì em có để lại trong phần mô tả video, quý khách hàng cũng có thể tham khảo lại giúp em. Bây giờ mình sẽ vào luôn những dòng sản phẩm ngày hôm nay nha. Dòng sản phẩm đầu tiên mà em muốn giới thiệu cho quý khách hàng trong video ngày hôm nay đó là hàng iPhone SE2. Ở đây thì ngày hôm nay bên em sẽ có một cái chương trình giảm giá cho cái hàng SE2 nhân dịp đầu tháng nha mọi người nha. Và chương trình này chỉ áp dụng cho cái hàng SE2 thôi. SE2 thì hiện tại bên em nó mức giá là 3.1 triệu thì mức giá là quý khách hàng đều đã biết rồi ha. Vào cái chương trình đầu tháng thì như mọi người tham khảo kênh của em, nếu như đã đăng ký kênh của em thì sẽ biết được ha. Vào chương trình đầu tháng, giữa tháng và cuối tháng bên em sẽ có 3 chương trình giảm giá. Và chương trình đầu tiên trong cái video ngày hôm nay đó là chương trình iPhone SE 2020. Đây là một cái lô SE 2020 bên em bản 64GB, máy này là máy xinh đẹp keng nha. Tình trạng máy thì mình đánh đồng là khoảng tầm 98, 99 thôi, 98 thôi, tại vì đây là hàng đã qua sử dụng cho nên nhiều lúc yêu cầu đẹp quá thì nó cũng không có được. SE2 thì em sẽ có được 3 mã màu, đó là mã màu đen này, mã màu trắng và mã màu đỏ. Thì với mức giá là 3.1 triệu bên em đang giảm thêm 200.000 cho cái chương trình đầu tháng này nha. Chương trình này sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 7, tức là vào ngày hôm qua đã áp dụng rồi, nhưng mà ngày hôm qua em bận quá em không có lên chương trình giới thiệu được, cho nên em sẽ áp dụng tiếp ngày hôm nay và ngày mai nữa nha mọi người nha. Đấy, mức giá là 3.1 triệu và sẽ giảm đi 200.000 một máy, thì chỉ còn có 2.9 triệu thôi. Đấy, mức giá này là mình đã vẫn có phụ kiện rồi nha, tức là phụ kiện kèm theo thì mình đã có rồi, như là có ốp lưng nè, có một bộ sạc cáp cũng như là quay lấy sim nha. Đấy, SE2 thì nó vẫn là dòng đời cao nha, dòng này thì nó là iPhone 11 thu nhỏ. Cấu hình của nó thì ngang ngửa iPhone 11 rồi, nó không dính bất kỳ tài khoản nào nha. Nói chung là máy bên em kể cả iPhone hay là Android gì nó cũng không dính bất kỳ máy tài khoản gì hết. Tất cả đều là iOS 17 nha. Bộ nhớ 64GB, sử dụng là 2 SIM, một eSIM và một micro SIM nha. Pin thì tất tần tật luôn, em sẽ bao pin cho mình là trên 80%, giống như cây màu đen trên tay em đây là pin lên nữa là 86%. Thực chất mình bao trên 80 thôi, nhưng mà con số của nó sẽ cao hơn cái mức 80 khá là nhiều. Còn đây là sẽ là mức camera sau và camera trước. Cái dòng này thì quý khách hàng cũng đã biết khá là nhiều rồi. Nói chung là nó rất là nhỏ gọn thôi, nó bằng một cái iPhone 6 thôi, nhưng mà cấu hình nó rất là cao nha. Những cái tác vụ, những cái nhu cầu phục vụ giải trí hiện tại bây giờ, kể cả quay phim chụp ảnh luôn, nó đều có thể đáp ứng được hết. Đấy, nói chung là mình không có quá nhu cầu cao sắc nét giống như những cái dòng máy mà vài chục triệu để chụp hình chi tiết một phóng ra to, thì cái đó thì mình không yêu cầu được trên những cái con máy giá rẻ này. Nhưng mà bù lại những cái tác vụ cơ bản như là chụp ảnh giấy tờ hay là chụp ảnh về xử lý công việc qua bên Zalo này kia nọ thì nó vẫn hoạt động ok hết nha mọi người nha. Đấy, iPhone SE2 nha, 3 mã màu này bên em đang được giảm là chỉ còn có 2.900.000 thôi. 2.9 triệu là đã có phụ kiện rồi nha. Và một dòng nữa là dòng iPhone XS Max nha mọi người nha. Ở đây thì trên tay em đây có một cây XS Max, thực chất đây là hàng mình thu được của khách thôi. Cây này là khung xương cực kỳ đẹp luôn nha mọi người nha. Đây, khung xương cây này thì theo nhận định của bản thân em thôi là cực kỳ đẹp nha. Mọi người sẽ nhìn thấy được cái khung xương rất là đẹp ha, rất là bóng bẩy luôn, kể cả cái nắp lưng. Để em một tí nha. Những quý khách hàng mà không có đủ thời gian để mình xem chi tiết về để giới thiệu cái báo giá thì mình có thể là bấm vào tham gia vào cái nhóm Zalo của em, nhóm Zalo báo giá, hoặc là mình có thể bấm vào nút đăng ký kênh, bên em sẽ có lên những cái video ngắn, tức là nó khoảng là 1-2 phút thì thôi em báo giá để mình đỡ mất thời gian, để mình có thời gian nghỉ trưa nha mọi người nha. Đấy. Còn quý khách hàng nào có thể là muốn xem chi tiết thì có thể là xem những cái video như thế này, em sẽ giới thiệu rất là chi tiết nha. Đây, nắp lưng rất là đẹp nha mọi người nha. Đây là một con iPhone XS Max nha. Bộ nhớ nó sẽ là 64GB và con này hiện tại bên em đang bán là chỉ có 5.700.000 thôi nha, 5.700.000 một máy màu đen. Phụ kiện thì em tặng đầy đủ luôn nha. Phụ kiện thì mình đã có đầy đủ rồi. Đây, iPhone XS Max nha, bản Mỹ nè, 64GB. Sử dụng 2 SIM, một eSIM, một micro SIM. Trên tay em đây thì cây này pin của nó còn được là 87% nha, pin 87%, màn hình là đẹp keng luôn. Tua tông tua đồ đầy đủ nha mọi người nha. Tua tông rồi là đầy đủ hết. Đấy. iPhone XS Max nha mọi người nha, 64GB với mức giá là chỉ có 5.700.000 thôi, pin được 87% nha, đầy đủ phụ kiện luôn nha. Nói chung là khung xương đến nắp lưng đến cả màn hình nó rất là đẹp nha mọi người nha. Con này cực kỳ rất là đẹp luôn. Đấy. Khá là đẹp nha. Máy thì em sẽ bao cho mình là men zin màn zin hết. Đó là iPhone XS Max nha. Cũng là cái dòng iPhone thì mình sẽ đến với một cái dòng iPhone 12 Pro Max. Cái này là hàng mình thu được của khách thôi. Đấy. Trên tay em đây là một cây iPhone 12 Pro Max bản màu đen nha. Cây này thì khung xương nó cũng khá là đẹp. Nói chung là 12 Pro Max á, hoặc là cái dòng 12 thì khung xương của nó là khung xương bóng á, cho nên là khi mình sử dụng ốp thì nó sẽ có nhăm nhăm một tí nha. Nếu như mình soi với ánh đèn mình sẽ thấy được nhăm nhăm, nhưng mà cỡ này là cũng khá là đẹp ha. Con này thì mình đánh đồng là khoảng tầm 98%. Đấy. Nắp lưng không nhăm nha. Nó nhâm là nó nhâm cái khung sườn rồi thôi nè. Tại vì cái khung sườn của 12 nếu như mình sử dụng ốp thì một thời gian nó sẽ bị troxy á. Đấy. Cho nên là khung sườn nó sẽ nhâm trước, nhâm sau đó là đến troxy. Cái đó là do khách cũ người ta sử dụng ốp, mà sử dụng ốp rồi mình hay bóc ra bóc vào thôi. Đấy. Con này là em thu được khách. Nói chung là máy là em sao là một máy nguyên zin hết nha mọi người nha. 12 Pro Max 128GB. Đấy. Máy quốc tế chuẩn không dính tài khoản gì hết nha. Nói chung là máy bên em thì không dính tài khoản đâu. Con này pin được 83%, nói chung là pin iPhone 12 hiện tại bây giờ mà pin zin theo máy thì nó khoảng tầm 82 đến 85, nó khoảng tầm đấy. Kể cả là những cái lô máy mà máy zin như mới mà bên em nhập về nó cũng cỡ đó mọi người. Đấy. Pin của nó tại vì có 12 đã ra cũng vài năm cho nên là pin của nó cũng cỡ này thôi. Pin là 83% nhưng mà pin 12 thì 83 thì còn tính ra là còn khá là cao nha. Đấy. Bản Mỹ nè, 12 Pro Max đang chạy iOS là 17.2 nha, bộ nhớ 128GB, sử dụng 2 SIM. Nói chung là cây này ngoài cái khung xương nó hơi nhâm nhâm một tí thôi, còn lại là đẹp hết nha. Phụ kiện con này em bán ra em có tặng kèm đó là một cường lực nè. Cường lực thì mình sẽ tặng là cường lực nano và kèm theo đó nữa là một bộ sạc cáp nha mọi người nha. iPhone 12 thì bên em sẽ bán ra và sẽ tặng kèm cho mình đó là một bộ sạc nhanh 20W nha. Sạc nhanh thì là bên em là nó là sạc nhanh chính hãng luôn, sạc nhanh 20W kèm theo một dây cáp 20W và một cường lực. Ốp lưng thì bên con dòng 12 thì bên em đang tạm hết ốp lưng rồi cho nên em không tặng kèm ốp lưng nha. Đấy. iPhone 12 Pro Max nha, full chức năng. Nói chung là máy thì em sẽ bao cho mình là máy zin rồi thì mình không phải gì phải lo hết nha. Máy thì bên em sẽ bao là máy zin rồi cho nên là mình không có gì phải lo lắng về máy cả. Đấy. iPhone 12 Pro Max nha, cái hàng này là mình thu được của sang tay của người dùng thôi. Đấy. À, với mức giá hiện tại bên em đang bán là 11.600.000 nha, 11.600.000. Đấy. Khá là đẹp nha mọi người nha, hàng trà qua người sử dụng. Nhưng mà thu lại thì nói chung là thực chất coi này khách cũ người ta sử dụng khá là kỹ luôn. Đấy, 12 mà đến thời điểm bây giờ mà pin 83% thì quá là cao rồi. Tiếp đến nữa sẽ có một con máy thanh lý cho quý khách hàng để sử dụng camera hoặc là sử dụng giải trí thôi. Ở trên tay em đây là có một cây Samsung S7e. Cây này em thu được của khách. Thực chất á, là cây này khi mà em thu được của khách thì em thu chỉ có 150.000 thôi. Đấy, em thay cái nắp lưng zin nè. Đấy, em bóc một cái nắp lưng zin bên một con máy khác qua thì cái nắp lưng này nếu mà trên thị trường nó đang bán thì sẽ rơi vào khoảng tầm 250 gì đấy. Nhưng mà cái nắp lưng này là em bóc từ bên con máy khác qua. Đấy, nắp lưng zin nha mọi người nha, nắp lưng bóc máy. Cho nên là cái này là mình đỡ tốn một cái phần tiền trước rồi nè. Tiếp đến nữa là con này khi mình mua về thì bên em đã thay pin mới hoàn toàn nha mọi người nha. Thay pin mới hoàn toàn luôn, cục pin nó trị giá là 280.000. Đó là pin mà trực tiếp là bên em thay ấy nha, chứ còn nếu mà thay ở ngoài thị trường thì sẽ cao hơn. Đấy, con này thì nó chung là nó không full chức năng được. Cái nút nguồn của nó bị liệt thì bên em không có phụ kiện để thay sửa. Tức là cái nút nguồn này nè, mình không bấm được. Nó bị liệt bên trong mà không có đồ nghề để thay sửa cho cái dòng SPE nha mọi người nha. Màn hình nó bị nứt kính nè mọi người. Đấy. Màn hình bị nứt kính nha. Con này thì hiện tại mình thu được của khách thực chất là thu có 150 thôi. Đấy, mà thay cục pin hết 280.000 mà cho nó là 300.000 thì nó lên là 450 rồi. Đấy. Và bên em còn cái nắp lưng này là nắp lưng không tính nha, tại vì nắp lưng này là mình thay ở nhà tự có thôi, chứ ở cửa hàng mình tự có thôi, cho nên là nó đỡ đi một phần nữa. Nên coi này em bán này em không có kèm phụ kiện gì hết, thực chất là không kèm bất kỳ một món phụ kiện nào hết nha, chỉ có một cái máy không máy trần như thế này thôi, nó không có kèm phụ kiện gì hết. Tại vì những dòng này bây giờ phụ kiện của nó ví dụ như là ốp lưng, cường lực này cái nọ bên em cũng không có mọi người. Đấy, nó bị nứt kính màng nha mọi người nha, đây nứt kính màng nè, mình sẽ thấy được hai cái đường nè. Đấy, theo tay em chỉ nè, nứt kính màng nha. Con này thực chất là mình ép kính vẫn được, bên em ép kính vẫn được, nhưng mà bây giờ khi mà mình ép kính con máy này lên á, bây giờ ép kính cái màn hình cong nó rơi vào khoảng tầm 600-700 ngàn cho cái dòng SE này. Mình ép nó lên thì thành ra cái giá trị con máy nó lên cả triệu đồng, thì thực chất cái dòng này mà cả triệu đồng thì không ai mua. Nếu như thay mua một con máy thay sửa mà bỏ cả triệu đồng thì chắc không ai mua đâu. Đấy. Con này thì hiện tại bên em đang bán là 450 ngàn, tức là nó chỉ bằng cái mức giá em thu vào và em thay cái cục pin ra thôi. Đấy, thực chất là không có lời luôn, không lời. Mình bán mình để lấy tương tác để câu khách hàng thôi. Đấy. Con này bây giờ tất cả chức năng như là Zalo, Facebook rồi quay phim này cái nọ ok nha mọi người nha. Nhưng là nó không sử dụng SIM nghe gọi. Đấy, con này không sử dụng SIM nghe gọi được nha mọi người nha, không sử dụng SIM nghe gọi được, nhưng mà những cái chức năng như là Zalo, YouTube này cái nọ hoặc là TikTok thì nó vẫn sử dụng được nha. Tức là nó phải sử dụng được camera nè, sử dụng được giải trí thôi, chứ còn nghe gọi không sử dụng nghe gọi nha. Nút nguồn này bị liệt nha mọi người nha. Đấy, màn hình là màn hình bể, nói chung bán ra thanh lý thôi, 450 ngàn thôi nha mọi người nha. Một cây Samsung S7e nha, màn hình bể nè, em chỉ theo tay em nè. Đấy, màn hình bể nha, nứt kính chứ chưa phải gọi là bể, nứt kính nha, nắp lưng thay và pin thay mới. Thì chứ con này mình thu là thu chỉ có 150 thôi. Đấy, thu chỉ có 150 thôi. Thay cục pin lên đến 280 rồi thì lên khoảng tầm gần 450. Còn cái nắp lưng này thì thực chất là nắp lưng mà mình tự có, chứ còn nếu mà thay nắp lưng này nữa là con này giá trị nó trên 500 ngàn rồi. Đấy, cho nên là mình bán là chỉ có một cây máy thanh lý, mình câu khách thôi, tức là mình để trải nghiệm cho khách sử dụng, trải nghiệm giải trí, hay là cho con em của mình xem phim, hoặc là mình đưa lên trên xe để mình nghe nhạc, hay là coi sử dụng Grab này cái nọ mọi người. Đấy, sử dụng làm bản đồ vẫn ok nha mọi người nha. Nói vô chức năng thì nó bao full hết, nó chỉ có là không nghe gọi thôi nha. Tiếp đến nữa là hàng Reno 5. Thì như khách hàng đã biết thì cái hàng Oppo Reno 5 bên em thì đợt vừa rồi lâu lắm rồi nó mới sẽ về thêm được một lô nữa nha. Reno 5 đợt này nó về nó sẽ gần như là hàng mới luôn. Thực chất mình nói như hàng mới thì chắc chắn là không phải rồi, không phải nó hàng mới rồi. Tại vì hàng này nó ra mắt cũng được vài năm, cho nên không có hàng mới nha. Những cái mặt hàng này bên em tra trên thông tin trên hãng thì sẽ là hàng trôi bảo hành đó mọi người. Nhưng mà ở đây thì nó có một số dòng nó gọi là trưng bày nữa, nó trưng bày nó đưa ra nữa nha mọi người nha. Nhưng mà hai cái lô này nó sẽ là giống nhau, thực chất là nó hàng 99,9 luôn, nó như hàng mới, nó chưa thay sửa bất kỳ một cái gì hết, chưa đụng chạm luôn. Đấy, và đặc biệt là chưa qua người dùng, nó chỉ là hàng trải nghiệm sơ thôi. Bên trong á thì phụ kiện thì bên em này, đây là tất cả những cái món phụ kiện mà bên em phải bỏ thêm vào hết. Đây là gồm có một dây cáp sạc nhanh nè, và một cái cốc sạc 65W nha mọi người nha, một cái cốc Super VOC 65W. Tất cả phụ kiện này là bên em bắt buộc bên em tự đặng thêm hết, chứ còn bên hãng người ta thanh lý ra thì nó không có bất kỳ món phụ kiện nào hết. Tất cả những món này bên em đều tặng thêm nha mọi người nha. Đấy, với mức giá mà Reno 5 Pro bên em á, hiện tại bên em đang bán ra cho cái lô máy zin đẹp keng như mới như thế này á, với mức giá chỉ có 3.300.000 thôi. 3.300.000 là như mới hoàn toàn luôn, thực chất những cây này là như mới full box nha. Đấy, Reno 5 mà full box luôn. Reno 5 thì ở đây em có đủ màu luôn, nói chung là cái lô này bên em về khá là nhiều, em đủ màu luôn. Có màu đen nè, màu đen của Reno 5 Pro 5G nó sẽ là màu đen bóng nha, màu đa sắc nè. Đấy, màu tím nè. Cái mã màu tím này thì bên thông số trên hãng nó sẽ nói là cái mã màu vàng, nhưng mà thực chất thì khi mình soi dưới ánh đèn hoặc dưới ánh nắng á, mình sẽ thấy nó ngã cái màu tím nhiều hơn nha mọi người nha. Đấy, như em báo màu tím luôn, tại vì mình quen con mắt của mình rồi. Đấy, còn đây là mã màu xanh nha. Nói chung là đây là 4 cái mã màu của Reno 5 Pro, thì 4 cái mã màu này bên em về đầy đủ luôn. Đấy, về đủ 4 mã màu luôn nha mọi người nha. Oppo Reno 5 Pro 5G nha. Phiên bản này là phiên bản RAM 8GB và bộ nhớ của nó sẽ lên đến là 128GB. RAM 8 và bộ nhớ 128 nha mọi người nha. Reno 5 thì hiện tại nó sẽ lên được cái iOS, cái Android cho mình đó là Android 13. Ở đây khi mà gửi hàng đi thì bên em sẽ cập nhật sẵn cái Android 13 cho mình luôn. Đó là cho Reno 5 Pro nha. Những dòng này thì thực chất là cấu hình của nó cực kỳ mượt nha mọi người nha. Ở đây thì mình sẽ chỉnh cái nút điều hướng trước đã. Tại vì em sử dụng bằng ba cái phím nhà quen rồi mọi người. Đấy. Màn hình của nó là màn hình cong nha. Đấy, màn hình cong. Đầu tiên là cái công nghệ màn hình của nó là cực kỳ ăn điểm trong cái mức tầm giá khoảng tầm 3 triệu đến 3 triệu 3 như thế này nha mọi người nha. Độ phân giải của nó sẽ được là Full HD+ luôn. Màn hình của nó độ rộng sẽ được là 6.5.5 inch nha mọi người nha. Màn coi này là màn OLED rồi. Đấy. Chip thì Dimensity 1000 Plus nha. Ở đây chúng ta sẽ vào thông tin thiết bị nha. Oppo Reno 5 Pro 5G, bộ nhớ 128GB, Dimensity 1000 Plus. RAM thì sẽ là RAM 8+5 nha mọi người nha. Đấy, Android là Android 12 và Android 13. Thực chất ở đây thì bên em đang cập nhật lên Android 13 hết. Ở đây thì mình đang tải những phiên bản cập nhật này. Bây giờ mình yêu cầu cài đặt là cài đặt ngay. Đấy, Android 13 nha mọi người nha. Khi gửi đi hoặc là khi kiểm tra gì bên em sẽ tự cập nhật hết. Đó. Đây sẽ là mức của camera của nó nha. Camera con này cực kỳ đẹp luôn. Phía sau nó sẽ gồm có 4 cam. Cam chính sẽ lên được 64 megapixel. Cho mình quay phim chụp ảnh rất là rõ nét nha. Nói chung là những cái dòng màn hình cong hoặc là những cái dòng mà về Reno của cái hàng Oppo thì em đánh giá khá là cao về camera. Camera trước cũng rất là đẹp nha. Chụp ảnh chân dung AI nó nhận diện khá là ok luôn. Kể cả là cái bờ vai của mình nó vẫn sẽ giữ lại chứ nó không xóa bờ vai giống như một số dòng khác nha mọi người nha. Nó sẽ có rất là nhiều chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp ở đây. Đấy. Còn về cái con chip này để mà chiến game á, thì hiện tại thì thực chất là em là không có chơi game, em không có chơi game, nhưng mà có một số khách trải nghiệm ở đây á, thì cho biết được những cái thông số như là trải nghiệm những cái game như là Liên Quân Mobile, PUBG Mobile là đã có trải nghiệm trên cái nền tảng con này rồi, cực kỳ trâu luôn, và cái chế độ tiết kiệm pin của nó cũng khá là cao. Thực chất là về cái độ phân giải màn hình và về cái tác vụ của màn hình cong thì cái độ tiêu tốn năng lượng của nó sẽ cao hơn một số dòng khác, nhưng mà mình vẫn cảm thấy như nó có một cái gì đó kiểu như là nó có cái chế độ tiết kiệm một cái phần nào đấy. Nói chung là phục vụ ví dụ như là 6 giờ sáng mình ra mình đi làm đi, trừ ăn sáng đồ khoảng tầm 7 giờ rưỡi vậy em, mình đi làm sau khi rồi rảnh mình bấm mình về đến nhà 6 giờ chiều nó vẫn còn khoảng tầm 10 đến 20% pin là vô tư. Đấy, đó là tính là bấm nhiều ấy nha, tính là bấm nhiều ấy, chứ còn nếu mà bấm ít nữa là thoải mái nha mọi người nha. Pin dòng này thì sẽ được là 4350 nha mọi người nha, 4350, nó hỗ trợ sạc nhanh. Và ở đây sạc nhanh đó em đã có tặng kèm trong hộp luôn rồi. Với mức giá thì chỉ có 3.3 triệu thôi. Ba mã màu này thì nó đều đồng giá như nhau luôn, ba mã màu này đều đồng giá như nhau. Mã màu xanh nè. Đấy. Mã màu vàng hay mình gọi là màu tím nè. Mã màu tím này em thấy khá là đẹp ha. Mã màu đa sắc nè. Đấy. Khá là đẹp, điều đồng giá luôn, 3.300.000 nha mọi người nha, gọi là full box như thế này luôn, chế độ bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng. Đấy, cho quý khách hàng cứ yên tâm nha. Tiếp đến thì mình sẽ có được một cây Oppo A73, cây này thì nó rẻ hơn cái Reno 5 lên đó là đúng 1 triệu luôn. Cây này hiện tại bên em đang bán là chỉ có 2.300.000 thôi, giá cũ nó sẽ là 2.400.000, nhưng mà cây này là hàng tồn kho bên cửa hàng em thôi. Thực chất là nguyên một cái lô Oppo A73 vừa rồi á, bên em hiện tại bây giờ chỉ còn có đúng một cây duy nhất thôi. Đấy. Oppo A73 thì bên em nó sẽ còn được mã màu đen nè, RAM 8GB và bộ nhớ 128GB. Phụ kiện thì em sẽ tặng kèm cho quý khách hàng đó là cốc cáp sạc và tai nghe nha. Đấy, cốc cáp sạc và tai nghe. Coi thì nó không có ốp lưng nha, tại vì thực chất em còn có đúng một cây không có nhập được ốp lưng, tại vì nhập số lượng mà phụ kiện á, bên em phải nhập được số lượng kia. Chứ còn nhập 1-2 cái thì em không nhập được, tại vì 1-2 cái thì cái giá thành nó cũng giống như khách lẻ thôi. Đấy. Cho nên là cây này em bán ra em chỉ có tặng kèm theo đó một cái tấm cường lực nữa thôi nha mọi người nha. Cây này là máy zin đẹp keng 99 luôn. Đấy. Zin đẹp keng nha mọi người nha. Đây. Zin đẹp keng luôn nha mọi người nha. Đó. Màn hình cũng đẹp keng nha. Đây. Em sẽ soi dưới ánh đèn luôn. Em quay phim em hay để một cái bóng đèn ở giữa này là để khi mà em quay cái màn hình này cho quý khách hàng sẽ thấy được cái độ sắc nét của cái nó có xước sát gì hay không nè. Đấy. Oppo A73 thì còn một số thông số cơ bản của nó cũng khá là cao nè, màn hình độ rộng sẽ được là 6.5 inch, độ phân giải của nó sẽ được là Full HD+ nha. Chip thì sẽ là Dimensity 720 5G. Đấy. RAM thì sẽ là RAM 8GB và bộ nhớ sẽ là 128GB. Cam sau sẽ gồm có 3 cam và một đèn flash nè. Đấy. Cảm biến vân tay thì tích hợp vào trong nút nguồn nè, pin được 4040. Con này thì màn hình của nó là màn hình LCD cho nên cái độ tiêu tốn năng lượng của nó sẽ ít hơn. Nói chung là cái thời gian sử dụng một ngày là thoải mái và vô tư nha. Độ thắp sáng con này cũng khá là cao, như em quay phim em chỉ để khoảng tầm mức 1/3 thôi. Đấy, khá là cao nha. Android của nó sẽ là Android 11 nè, chip Dimensity 720 5G, RAM 8GB, bộ nhớ sẽ lên đó là 128GB nha. Pin được 4040. Camera con này cũng khá là sáng rõ nha, với mức giá chỉ có 2,3 triệu thôi. Nói chung là ví dụ như mình không có quá nhiều nhu cầu về một cái con máy cấu hình cao, giống như là những cái con mà để có thể chiến game mượt mà gì này như cái nọ ấy, mình không có quá nhiều nhu cầu thì mình chọn những con này khá là hợp lý luôn. Zalo, Facebook, YouTube, TikTok hay là những cái trang mạng xã hội để mình giải trí bình thường thì hoạt động ok hết, nghe gọi to rõ, loa to, sóng khỏe. Đấy. Chỉ có điều là mình chơi những cái game trung bình thôi, trung bình đổ về thôi, chứ còn những cái game mà game nặng thì mình có thể là không chơi được hoặc là chơi ở mức cấu hình thấp. Đấy. Đó là Oppo A73 nha mọi người nha, với mức giá thì chỉ có 2,3 triệu thôi nha, full box luôn. Và một dòng máy mà em muốn giới thiệu cho quý khách hàng trong cái video ngày hôm nay nữa, đó là một cái dòng Redmi. Ở đây thì hiện tại em sẽ về được có hai dòng, đó là dòng Realme và Redmi. Realme V50 thì dòng này bên em đã giới thiệu khá là nhiều rồi. Thực chất đợt vừa rồi nó có nguyên một cái thời gian nó không có hàng luôn. Realme V50 phiên bản này là phiên bản máy mới hoàn toàn luôn nha mọi người nha, máy mới và phiên bản quốc tế nha, mã này là mã quốc tế nha mọi người nha. Realme V50 5G thì dòng này em sẽ nhường cho video sau để em giới thiệu nguyên một cái video về nó luôn, tại vì dòng này thực chất là những dòng này là cấu hình khá là cao mà mức giá thì nó quá rẻ, nó chỉ có 2,8 triệu một máy trong cái lô hiện tại bây giờ thôi, nhưng mà là máy mới hoàn toàn nha mọi người nha, máy mới hoàn toàn. Đây, Realme V50 nó chỉ có hai mã màu thôi, thực chất dòng này nó chỉ có hai mã màu thôi, mã màu tím và mã màu đen nha mọi người nha. Dòng này thì bên em về liên tục đấy, có kèm theo sạc nhanh và dây cáp sạc luôn. Dòng này bên em về liên tục nó sẽ có hai mã màu đó, mã màu tím và mã màu đen nha. Dòng này thì em giới thiệu khá là nhiều video, thực chất là dòng này luôn mình giới thiệu khá là nhiều video rồi. Nó là cái dòng máy giá cực kỳ rẻ mà cực kỳ êm luôn. Mình bán ra thực chất cái dòng V50 này bên em bán ra là từ đầu năm luôn đến thời điểm bây giờ chắc cũng rất là nhiều máy rồi, nhưng mà chưa nghe tình trạng là lỗi liếc gì hết nha mọi người nha. Chưa có bất kỳ một cái tình trạng nào luôn. Và cái dòng sản phẩm Redmi á, thì ở đây bên em đã về được cái hàng Redmi Note 9 Pro rồi nha mọi người nha. Đây là Redmi Note 9 Pro phiên bản 5G. Note 9 Pro thì sẽ có hai phiên bản, đó là phiên bản 4G và phiên bản 5G nha mọi người nha. Trên tay em đây là những cái phiên bản 5G. Nó sẽ có được 3 mã màu. Đầu tiên nó sẽ là màu đen nè. Đen này là đen bóng nha mọi người nha, mã màu đen nè. Tiếp đến thì đây sẽ là mã màu xanh nha mọi người nha. Đấy. Mã màu xanh. Và tiếp đến nữa sẽ là mã màu xanh trắng nha mọi người nha. Mã màu xanh trắng thì nó giống như mã màu xanh đỏ của Oppo mà A73 được trước đó mọi người. Đấy, mình sẽ thấy nó chia được hai mã màu, ở dưới này nó gần như là mã màu vàng nè. Ở đây nó sẽ là mã màu xanh. Thì chứ những cái màu này á, thì cái thông số này nó sẽ là màu khác á, nó sẽ báo cho mình cái màu khác. Nhưng mà ở đây thì em cứ báo theo con mắt của mình thôi để cho khách hàng dễ biết thôi. Tại vì đa số ở đây khi mình giới thiệu video lên rồi thì những khách hàng ở xa thì người ta sẽ xem được. Đấy, đa số là những khách hàng ở xa thôi, còn ở gần thì người ta trực tiếp ngoài cửa hàng rồi. Trực tiếp cửa hàng của mình để người ta trải nghiệm thì không cần. Ở đây mình cứ giới thiệu theo con mắt của mình, tức là mình thấy nó mã màu gì thì bên em báo mã màu đó cho quý khách hàng có thể là dễ hình dung thôi, chứ không có gì hết nha. Đấy, ba mã màu này bên em thì đều đồng giá luôn, hiện tại thì đều đồng giá. Mức giá của Redmi Note 9 Pro á, phiên bản này bên em nó đang được giảm thêm 150.000 so với mức giá cũ. Mức giá hiện tại bây giờ nó chỉ có 2.850.000 thôi, 2.850.000 nha mọi người nha. Đặc biệt là cái phiên bản này bên em thì nó sẽ là phiên bản 5G và máy RAM 8GB và bộ nhớ sẽ là 256GB nha. Đây chúng ta sẽ xem nè. RAM thì sẽ là RAM 8GB và bộ nhớ sẽ lên đó là 256GB. RAM 8 này nó vẫn hỗ trợ cho mình cái RAM Turbo nha mọi người nha, nhưng mà ở trong cái hiện tại trên cái phiên bản Android của con này nó sẽ không cho mình thấy cộng mấy đâu. Mặc định của nó sẽ là cộng 2 nha mọi người. Đấy, thì tôi đưa là RAM 10. CPU là 8 nhân nè. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có những cái phiên bản cập nhật luôn. Cái này thì tùy mình thôi, nhưng mà cái dòng Redmi thì cập nhật nó khá là lâu, cho nên ở đây thì đa số những cái phiên bản mà bên em sẽ cài đặt sẵn với mình những cái phiên bản gọi là phù hợp, gọi là mượt mà nhất thôi. Chứ còn mình muốn cập nhật cái này thì tùy mình thôi, nhưng mà cập nhật nó khá là lâu. Mình phải để màn hình sáng vừa cắm sạc này cái nọ. Tại vì cập nhật cái con này mỗi lần mỗi phiên bản cập nhật của nó nên là 5-6GB lận, nó chiếm bộ nhớ khá là ok, khá là nhiều luôn. Đấy. Một số cái thông số cơ bản của cái dòng Redmi Note 9 Pro bên em á, thì dòng này nó sẽ là màn hình độ rộng sẽ được là 6.67 inch nha mọi người nha. 6.67 nè, độ phân giải của nó sẽ được là Full HD+ luôn. Đấy. Full HD+ nha. Chip thì những cái dòng này nó sử dụng là chip Snapdragon 750. Đấy. Chip Snapdragon 750 nha mọi người nha. Những cái thông số thì nãy giờ mình đã giới thiệu rồi ha. Con chip này là chiến game chiến độ thoải mái luôn nha. Phía sau nó sẽ gồm có 4 camera và camera chính của nó sẽ được là 108 megapixel. Đấy, 108 mê nha. mà mức giá con này thì chưa đến 3 triệu đồng. Thực chất hiện tại bây giờ là chưa đến 3 triệu đồng thì quá rẻ nha mọi người nha. Đây, camera 108 megapixel nè. Nó vẫn sẽ có chế độ chụp ảnh chân dung, tức là chụp diện AI vẫn sẽ có chế độ xóa phông đấy. Những cái chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp thì cực kỳ nhiều luôn đấy, chụp ảnh ban đêm, video ngắn, mình muốn quay TikTok ấy, hoặc là quay vlog nè đấy, nó điều lắm. Ví dụ như mình muốn cài đặt quay vlog, quay như thế nào mình chọn vô những cái vấn đề này đấy, nó sẽ chọn quay cho mình. Camera thì 108 megapixel, camera chính và sẽ gồm có 3 camera hỗ trợ nha. Pin thì pin được 4820 thì mình cho nó khoảng tầm 4800 nha. Nói chung là những con này pin bọng thì cực kỳ trâu luôn. Cái dòng Redmi, Realme thì pin bọng thì trước giờ nó cực kỳ trâu. Thực chất là những cái dòng này chiến game chiến đồ là thoải mái hết. Em bao chơi những cái game nặng bây giờ luôn nha mọi người nha. Đấy, chiến game chiến đồ là thoải mái ha. Nó có thể là không chiến được bằng những cái dòng game pin chuyên nghiệp như là khoảng tầm 5-6 triệu, nhưng mà nó với cái mức tầm giá mà 2 triệu mấy cho đến 3 triệu đồng thì những con này chiến game em đảm bảo là nó mạnh nhất. Đấy, trong cái khoảng tầm giá này. Mình không so sánh nó với những cái dòng như là 3-4 triệu hay là 5-6 triệu thì mình không so sánh được, tại vì mức giá nó chênh lệch khác nhau. Nhưng mà so với những cái con mà tầm giá như thế này thôi thì những con này khá là ok luôn, kể cả từ pin cho đến màn hình nha mọi người nha. Đấy. Còn về camera thì 108 nữa thì khỏi chê rồi. Ba mã màu này bên em thì đều đồng giá với mức giá là 2.850.000 nha mọi người nha. Đây là đã giảm hơn được trước là 150.000 rồi. Tính ra là nó mới có bằng cái bản mà bản 4G đợt vừa rồi thôi. Đợt vừa rồi bản 4G thì nó cũng là 2.870 rồi. Thì mọi cái bản này bản 5G luôn. RAM thì RAM 8GB và bộ nhớ thì sẽ lên đến là 256GB. Tha hồ lưu trữ nha. RAM ROM cực kỳ mạnh luôn, mà với mức giá thì nó quá rẻ nha mọi người nha. Chỉ có là 2.850.000 thôi. Đấy. Đó là Redmi Note 9 Pro nha. Ngoài những cái dòng máy này thì bên em có tiếp những cái dòng máy Samsung nữa, nhưng mà chắc em sẽ nhường cho cái video sau, tại vì cái video này bên em nó cũng đã đến giới hạn rồi, nó có bị giới hạn thời gian ấy. Cho nên là em sẽ nhường cho cái video sau. Thì quý khách hàng ở xa mua hàng thì mình cứ chủ động liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình giúp em, đó là 0971172105 nha. Bên em làm việc thì từ 7h30 sáng cho đến 8h30 tối. Trong cái khoảng thời gian làm việc này quý khách hàng có cứ gọi trực tiếp em để gặp trực tiếp em và trao đổi nha. Còn mình muốn nhận những cái bản báo giá nhanh hơn, những cái bản video báo giá ngắn gọn hơn thì mình có thể bấm vào nút đăng ký kênh, hoặc có thể là bấm vào theo dõi trên nền tảng Facebook. Thì bên em sẽ lên những cái video ngắn cũng như là những cái chương trình báo giá trong cái nhóm báo giá của Di Động Thành Phú. Quý khách hàng có thể tham gia vào nhóm báo giá ở trong link trong phần mô tả video, cũng như là bấm vào trên Facebook, bên em sẽ có để đường link qua bên Zalo để vào tham gia vào nhóm giá báo giá nha. Dạ rồi, một lần nữa xin cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã dành thời gian xem video trưa nay của em. Em xin phép được kết thúc video trưa hôm nay ở đây nha.